để căn chỉnh được cái radar này là mình phải dùng bộ tun này. Đây là bộ tun, mình sẽ mở ra cho anh em xem. Đây, tun. Đấy. Quay ngược này cho anh em dễ nhìn. Đây mã phụ tùng đây. Tên đây. Đấy, bộ tun này. Trong nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Đồng hồ đo độ. Đồng hồ đo độ điện tử đây. Đấy. Và một số những cái khác như là thước này, thước điện tử, thước gõ. Cái này là cái Livo và tia laser này. Đấy là bắn tia laser. Anh em sẽ bắn đây. Hai chế độ bắn chuột và chế độ bắn đường thẳng. Đó, ok. Đây. Còn đây là cái thiết bị dưỡng này để căn chỉnh cái radar này. Ngoài ra còn có cái này. Đấy, con dọn. Cái video clip gọi là kiểm tra con xe Corretta. Đây Corretta phiên bản 2022 lớn nhất, mới nhất đây. Nó đang báo lỗi gọi là cảnh báo để mù. Đấy, xem cái lỗi cảnh báo để mù như nào. Đây anh em sẽ nhìn thấy trên tao lô. Đấy. Cảnh báo để mù không hoạt động. Đấy, mình sẽ bài đầu tiên là mình sẽ kết nối máy chuẩn đoán á. Kết nối máy chuẩn đoán xem nó bị lỗi gì. Xem nó nằm ở chỗ nào. Để mình lâu không kết nối, quên bố mất jack kết nối ở đây rồi. Rồi ok. Đấy. Đây, anh em xem lệnh sửa chữa kiểm tra hệ thống cảnh báo. Rồi ok. Trên tablo phải đăng báo như này, chắc chắn là bị lỗi. Ok. Chọn tất cả màn hình full à, màn hình full 10.5. Con lúc nãy là bản thiếu 3.5. Mà lúc nãy con Corretta bản thiếu 0.5 à? Màn hình 3.5. Ở đây con này màn hình 10.25 này. Bản thiếu cài dầu không hiểu nó cài kiểu gì. Phải cài không máy cài được mà. Cho máy GDS vào cài được. Cài nhắc vào dưỡng. À. Ok, có một lỗi. Bên phụ. Đằng sau bên phụ control module mid calip. Camera detection. Nghĩa là nó đang đòi radar, đang đòi clip. Đang update đây. Rear drag drive này. Bọn này thì nếu mà báo lỗi như này là 99%, mình không nói là 100%, nhưng 99% là do bị va quẹt đằng sau dẫn đến cái lệch cảm biến. Ô thật luôn làm gì. Đây. Lỗi lịch sử. Gateway. Can thao ao, gateway. Đây ra xem. Bên phụ. Yo. Bên phụ là bị tai nạn. Mình nhìn theo như cái khả năng bây giờ con này sơn lại rồi. Đèn
xe này vỡ rồi. Đây, chắc chắn là cảm biến đã bị lệch rồi. Đây, cảm biến rất lệch rồi. Tí nữa mình sẽ cho lên cầu để kiểm tra thực tế. Mình sẽ cho lên cầu để kiểm tra thực tế. Rồi ok, tạm dừng video đây đã. Đây, không nhìn thấy gì. Không nhìn thấy gì. Này. Cái này phải tháo ra thôi em ơi, tháo cản ra thôi. Tháo cản ra, dưới này không nhìn thấy gì cả. Ừ. Rồi ok. Này phải tháo cản ra nha anh em. Đây là sau khi tháo bao là sốc ra. Mình nhìn xem có vấn đề gì không. Ồ, đây rồi. Chân bị gãy này. Nhìn không? Gãy rồi. Đấy, gãy vỡ này. Đấy. Vỡ này. Nhìn không em? Nghe rồi, thay cái dưỡng này à? Đấy, do nó bị vỡ, va quẹt nó bị gãy. Cho nên nó thay đổi mất vị trí. Bên kia đây. Bên này. Để xuống xuống hạ hộ anh hết cái cầu tịt xuống ấy. Để anh ngắm nó cái. Đấy, thế là như vậy là anh em đã khẳng định là cái vị trí cái cảm biến radar này nó đang bị lệch, cho nên là nó đang báo clip lại. Mà chúng ta muốn xử lý được cái lỗi này là chúng ta phải đưa nó về cái góc độ nghiêng, độ nghiêng và độ trụm, độ ra độ vào của nó phải đạt tiêu chuẩn thì chúng ta mới clip được, còn nếu không chúng ta clip xong nó sẽ lại đi ra đường, nó sẽ báo lỗi lại. Đấy. Còn để clip như nào thì phải có bộ tool chuyên dụng thì chúng ta mới clip được. Rồi ok, con này chúng ta sẽ xử lý con này. Rồi thì mình xin phép tạm dừng video ở đây.